Vâng, chào chú Sáu. Mấy nay phải không chú? Khỏe. À, mấy nay anh em con đợi chú bữa giờ luôn á, mấy ngày nay luôn. Tại sao khi mà con chú chia sẻ cái video mà hôm bữa mà nói vấn đề mà chị Bình Tinh mà cho cái tài sản là 3 tỷ á, cho chị Long á, với lại cái vấn đề mà cái hôm bữa là con đã đầu chứ không phải là con nuôi. Rồi, cái cô Kim Loan đó hôm bữa là người ta bình luận, người ta nói là chú cháu mình nói hết tài tỷ đúng thì chú cũng muốn lo, muốn lời gì nói với cô Kim Loan không? Rồi có chứ. Thì bây giờ cũng hôm đó thì cũng có cái clip thì cũng có cái lỡ lời. Thì thôi cái chị Loan đó thì cũng chị cũng thông cảm bỏ qua cho tôi. Tại vì biết sao không, là tôi cũng hơi lỡ lời tí. Thì bây giờ thật tế chị cũng muốn là nhận con nuôi đó, mà thí dụ là tôi cũng có nói là tôi cũng lỡ lời chút xíu, thì bây giờ chị cũng là một cái người cũng như là bây giờ thật tế mình nói là không phải là cái mình muốn là nhận con nuôi. Thí dụ bây giờ là chị lớn hơn hơn Hồng Loan thì cũng như cha mẹ rồi, thì bây giờ thì chị cũng nhận là một người đỡ đầu, thì đó tôi cũng quan ngân chị đó. Chứ còn ngoài ra thì thực tế tôi cũng không có muốn là thực tế là chỉ là nhận con nuôi mà tôi hòa phản ánh chị hay thì kia không có đâu. Tôi cũng rất là quý chị, rất là tại vì biết sao không, tôi không nói cái gì ai mà đứng bên Hồng Loan là tôi quan minh hết trơn, bất cứ từ trong nước và ngoài nước luôn, chứ không phải là mà tôi nghĩ là chị là này kia, tôi không có nghĩ đâu. Chị cũng không cảm, chị cũng bỏ qua cho tôi, chứ bản thân như tôi cũng không có nghĩ ngợi gì chị đâu. Tại vì tôi lên đây thì tôi cũng phát biểu là tôi cũng có nói cái lời nào thì nó đúng thì tôi nói, còn cái lời nào sai thì tôi không giờ tôi nói đó. Rồi tôi cũng lên đây tôi cũng xin lỗi chị, coi gì chị cũng bỏ qua cho tôi, thương cho tôi bỏ qua. Rồi cô Loan nghe được thì tâm chế cho chú nghe, nhiều khi chú đọc không rõ cô. Đúng rồi. Rồi cái câu hỏi thứ hai là câu hỏi chú là bữa giờ chú có xem cái tin tức là cái MV của chị Hồng Loan với anh hai Vũ Luân ra, chú có xem không? Không có coi. Không có coi hả? Không có coi. Không có coi hả? Không có coi, đúng rồi, không có coi. Dạ. Chú có xem? Không có coi, đúng không có xem, đúng rồi. Cái live show vừa rồi có biết không, live show của Vũ Luân? Tại vì live show của Vũ Luân người biết á, mà tại vì quay là thực tế mình có thấy ở ngoài thôi, chứ còn ngoài ra là chưa có quay ở trong cái bữa đó thôi. Còn cái bữa sau thì quay lên thì chưa có coi. Chứ bây giờ thì... cái tin này là cái chú, một người chú rất là mến nè, rất là quan hên nè, lúc nào cũng kêu tên nè. Rồi. Chị Phương Lê. Rồi. Chị Phương Lê có một bài đăng á, là chị Phương Lê nghe nói nghe là chính cái chị Phương Lê là chia sẻ là nói là có một tài khoản đưa cái hình của Lê Thị Vi Bằng và nhắn tin là đe dọa là nói vấn nói chung ra là nói vấn đề là giàu mà ngu, nói chị Phương Lê giàu mà ngu, mày coi chừng là mày còn ba đứa con mày đó. Theo chú suy nghĩ như thế nào mà cái hình ảnh đó là cái hình ảnh của Lê Thị Vi Bằng, chú hiểu không? Cái fan của Lê Thị Vi Bằng ở đây mình không có nói tên, mình chỉ nói rồi, theo cái đấy thôi. Đó thì chú có thể chia sẻ cho quý vị khán giả trong anh em biết không? Được, cái đó chia sẻ được chứ có gì đâu. Dạ. Thì tôi cũng nói Phương Lê nha, thực tế tôi thì cũng một người khán giả thôi, chứ còn ngoài ra thì tôi cũng không thân thiết gì Phương Lê, mà không thân thiết gì cái anh Năm Vũ Linh này, thì chưa không thân thiết với Hồng Loan đó. Tôi là người khán giả, tôi là cũng như là tham mộ Phương Lê, hâm mộ anh Năm Vũ Linh, hâm mộ Hồng Loan, thực tế như vậy. Thì bây giờ người ta hâm cả người ta, không có căn quan trọng, thực tế người mình tặng là lúc nào cũng tặng hết trơn, đừng có suy nghĩ gì hết trơn. Thậm chí bây giờ người ta nói kể cho ta đó, chứ không bao giờ mình đừng có nghĩ ngợi gì sợ gì hết trơn. Mình là người tặng mà, thậm chí bây giờ nhà nước mình đâu rồi không có giải quyết được cái chuyện đó là sao? Tại vì biết sao, tại vì cái người đó ta hâm thôi mà nói chuyện của người ta mình không có quan trọng, thật tế như vậy. Mà Phương Lê thì thật tế đi ra đường tụi bấy là không phải là một mình Phương Lê đâu, thật tế cũng có mấy người theo bảo vệ Phương Lê, thật tế Phương Lê yên tâm, không có sao đâu. Còn thí dụ bây giờ tôi nói Phương Lê nghe nè, hồi trước tới bây giờ con Hồng Loan thì tôi không biết thiệt, thì Hồng Loan thì Phương Lê nói là thật tế hô Hồng Loan hô bây giờ hồi đó là bị người này người kia ăn hiếp đồ đủ các cái đó, thì cái gì cũng vậy, ở đời mà phải có vấp ngã, thì cái vấp ngã đó mới đứng lên, cái đó là cái quan trọng. Còn thí dụ bây giờ nè,
Hồng Loan không có chấp ngã thì sao Hồng Loan biết được cái chỗ nó tạc thế. Còn không, thí dụ với sao Hồng Loan hồi đó từ hồi nào tới bây giờ tạc thế không có được như may mắn như người ta. Cha thì thí dụ bây giờ cha thì đi hát hò đủ thứ các cái, không bao giờ mà lo lắng cho con và cho Hồng Loan. Thì Hồng Loan cũng không có trách cha mình nữa, thật thế. Thì đó, tôi sao nói tiếp đi. Rồi, thí dụ bây giờ là Hồng Loan, bây giờ mình thật thế mình nói là Hồng Loan rồi hồi đó bây giờ nó không có được may mắn, bây giờ mới là được may mắn. Đó, cái gì cũng vậy. Mình thí dụ lúc đầu thì mình chấp ngã hay là hoặc kia mình không có ấy, thì bây giờ thậm chí bây giờ tôi nói là không phải nha. So sánh bây giờ gần như Hồng Phượng là đủ tất cả cái nó hát hò đồ này kia, người ta cái tiếng hát của nó khác lại, hạn chế cái nó tên cả. Rồi ok. Đó, thì bây giờ đi Hồng Loan bây giờ là đó. Vũ Tư đó, bây giờ là hạn chế nói một tiếng một, thậm chí bao nhiêu từ trong nước và nước là thâm mộ thương Hồng Loan, đủ các cái hết, giúp tất cả cái gì Hồng Loan có cái gì khó khăn thì có Phương Lê đại diện ra tất cả, ví dụ cũng lo lắng đủ các cái hết. Thì bây giờ cái vụ mình có nói đưa đi nói lại, bây giờ cái chuyện nó qua rồi thì bây giờ Phương Lê cũng có nhắc tiền nhắc cho khán giả đồ này kia người ta hiểu đó, chứ còn ngoài ra bây giờ hợp kế Phương Lê giúp Hồng Loan đủ các cái thì tôi một người khán giả tôi rất là mừng Phương Lê. Ví dụ ở Phương Lê làm cái đó là đúng, có ý nghĩa đồ này kia các cái. Nhưng Phương Lê tôi nói mà cái clip trước tôi có nói mà, Phương Lê không nghĩ tiền bạc đâu, nghĩ cứ bây giờ là nghĩ là em một người em là em như em nuôi đi. Thì bây giờ cũng rất là thương Hồng Loan tất cả. Ví dụ tiền bạc không cần vấn đề đâu, Phương Lê không nghĩ tiền bạc đâu, nghĩ bây giờ mình giúp được Hồng Loan cái này cái kia đủ các cái. Thì đó, tôi một người khán giả tôi cũng hoan nghênh, tôi cũng là hoan nghênh Phương Lê 100% luôn, chứ không bao giờ mà tôi chê trách Phương Lê hoặc này kia. Còn Phương Lê đừng nghĩ ngợi gì hết trơn, ai nói gì nói, cái chuyện của người ta mình không có quan trọng. Bây giờ mình cắt lại chú ha. Bây giờ câu hỏi chú nè, bây giờ chú nói là chú đặt chú là người khán giả nha, rồi cậu muốn đặt cho chú vài câu hỏi. Bây giờ cậu Năm là người nổi tiếng, người có tiền, đúng rồi, nói chung là người có, nói chung là người có tiếng nói, đúng rồi. Vậy bây giờ tôi hỏi chú là nếu như là con Năm thì con sống cuộc sống sung sướng lắm, đúng rồi. Có thể là con có nghề nghiệp nè, con không bị, nói chung là bị không bị tiếng nói tình thương nè, con có tài sản nè, nói chung là danh vọng nè, nhưng mà ngược lại chị Loan chú thấy có gì không? Danh vọng không có, sự nghiệp không có, đúng rồi, không có cái gì thật sự. Là giờ hiện tại bây giờ chị Loan thật sự ai cũng thương chị Loan là như vậy, đúng rồi. Vậy theo con nghĩ thôi, tại vì con cũng có gia đình sớm, bây giờ tại sao mà phải đi lấy gặp gia đình sớm, đi lấy chồng sớm, lấy vợ sớm? Thì tất nhiên thì khi mình lớn lên, ví dụ như mình thiếu tình cảm, mình phải đành đi kiếm cái tình thương để mà mình chia sẻ. Nhiều khi trong nhà, nhiều khi ba mẹ mất hoặc là cha mẹ mà đi diễn hoặc đi làm gì đó đi, thì chắc chắn thì con cái nó sẽ như vậy, sẽ đối tiến tới cái hôn nhân rất là sớm. Có nhiều người hỏi tại sao mà tiến tới hôn nhân rất là sớm, thì theo chú cái chia sẻ của khán giả như vậy, như theo chú suy nghĩ sao? Cái mà cái hôn nhân á thì mình không có nói được, tại vì biết tao duyên nợ. Thì bây giờ thậm chí bây giờ duyên nợ thì bây giờ Hồng Loan ví dụ, thậm chí bây giờ ví dụ là có một cái người nào mà ràng buộc hay là cái người nào mà đứng đại diện cho Hồng Loan á, thì Hồng Loan có suy nghĩ lại. Mà còn cái này á, thì ba thì tập tới nói chung ra đi hát hò tập các cái không bao giờ mà ở gần sát Hồng Loan đó, không bao giờ ở sát Hồng Loan thì thiếu tình thương cha đó, như chỗ đó đúng rồi. Thì bây giờ như anh Năm Vũ Linh thì anh cũng nghĩ cái ở trong nhà thì ví dụ cái gì ở là không có là ở đó cậu gì đủ các cái. Thì anh Năm Vũ Linh ảnh còn sống, ảnh không có nghĩ ngợi gì hết, ảnh nghĩ là bây giờ em của mình hay là này kia đủ các cái trong gia đình thì lo cho con của anh Năm. Ví dụ như vậy, anh Năm đâu có nghĩ anh Năm đi hát hò, tại vì hát hò nó có tiền chứ sao đâu có ở không được thực tế đó. Còn thí dụ bây giờ cái duyên nợ thực tế, ví dụ bây giờ Hồng Loan ví dụ một hai đời chồng cái nó không quan trọng, tại vì ai cũng vậy, ai cũng có cái sai lầm, ai cũng có chấp ngã hết trơn, thì từ cái chấp ngã đó mình đứng lên thực tế như vậy. Chứ còn mà thực tế mình nói bây giờ Hồng Loan đi lấy chồng sớm, thậm chí có nhiều người ta 2-40 tuổi mà chưa có lấy chồng nó thực tế như vậy, còn Hồng Loan thì thực tế cái duyên nợ không nói được. Duyên nợ cái nữa, đúng rồi. Với lại cái mà khi mà cái tuổi thơ á, ví dụ như giờ tôi vẽ này ngược lại, Lê Thị Quy Bằng á thì có nghề nghiệp, có ổn định, còn khi mà
chị Long đâu có cái gì đâu. Đúng rồi, ngày ngày cũng không có. Đúng. Và luôn cả không có cái gì tiếng nói gì hết. Đúng. Chú coi những cái video á, chú thấy những cái rất là tội nghiệp. Còn... tại khán giả câu nói trong cái khán giả chia sẻ nha. Đúng rồi. Tại vì lúc đầu á, thực tế tôi một người khán giả như Phương Lê cũng vậy, cũng một người khán giả bao nhiêu cả trong nước và nước, một cả khán giả hết tất cả, còn không bao giờ mà biết anh Năm Vũ Linh có Hồng, có con Hồng Loan là con của anh Năm Vũ Linh, không bao giờ ai biết được hết trơn, không bao giờ biết được. Tại vì biết sao, sau này cái đầu là đám của anh Năm rồi bắt đầu là người này kia nói ra nói vô rồi đầu mới biết là Hồng Loan con của anh Năm Vũ Linh, chứ còn ngoài ra không bao giờ ai biết thực tế như vậy đó. Chứ còn mà ngoài ra mình có trong nhà của anh Năm á thì mình hiểu tất cả hết. Ví dụ bây giờ trong đó là Bạch Đãi Hồng Loan hoặc các cái hoặc này kia thì không, mình không có biết được đâu. Thì mình cứ ở ngoài, người thắng giả, thậm chí bây giờ là anh Năm mất rồi thì mới biết con Hồng Loan. Con Hồng Loan thì bây giờ thật tế giờ bây giờ con của anh Năm Vũ Linh á, tại vì tôi cũng có lúc đầu tôi nói con nuôi hay là con ruột, trong giấy tờ là đứng tên trong giấy tờ tên họ của anh Năm Vũ Linh thì con của anh Năm thôi, tôi nói 100% con của anh Năm thôi, chứ còn ngoài ra không ai hết trơn. Chứ còn mà thật tế mình nói là nhận con nuôi không bao giờ có đâu, thật tế con nuôi con ruột gì không cần biết, mà trong giấy tờ là con của anh Năm, mà thật tế tôi nói mà hù mà ngày mà anh Năm mất đi đó rồi con Hồng Loan nó khóc, tự nằm xuống mà thấy Hồng Loan nó khóc quá trời quá đất luôn, thậm chí có cái người con mới như vậy thôi, chứ còn ngoài ra người khác không bao giờ có, thật tế như vậy. Còn thí dụ bây giờ tôi nói Phương Lê, thí dụ bây giờ con Hồng Loan á, bây giờ hồi đó mình không cần biết, bây giờ phải dấp ngã đủ các cái hết, khổ cực đồ này kia, người ta bạc đãi đồ này kia hết tất cả, thì cái gì cái chỗ đó đó, cái gì cũng vậy, dấp ngã cái chỗ đó thì mình thấy như vậy. Bây giờ như ngày hôm nay thì tôi thấy Hồng Loan là may mắn đủ các cái trong nước và ngoài nước đó, là lo tất cả hết, lo từ A tới Z. Thí dụ Hồng Loan thậm chí muốn cái gì thế này này kia tất cả thì người ta giúp hết trơn đó, như vậy. Bây giờ có một số khán giả một câu nữa hay chú ha. Có một số khán giả nói về thật sự ra nghe ông bà cô chú có thể nghe câu nói này, ông bà xưa thường nói là trai nhờ đức mẹ, đúng rồi, gái nhờ đức cha, đúng rồi. Tới thời điểm rồi, bây giờ rồi. Thì không biết rằng là cô chú anh chị các bạn với lại chú Sáu có thể là công nhận điều đó không? Công nhận chứ. Bây giờ thì rất là nhiều người yêu mến. Bây giờ xin thông báo với chú luôn là cái MV á, mà hát chung với anh Hai á, những chiếc xe đó đã được 1 triệu view rồi. Rồi, ok, quá mừng. Là tốt tình hành rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chung ra là rất là khủng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là như vậy. Đó. Thì bản thân như tôi đó thì tôi nói rồi, thì thậm chí bây giờ Hồng Loan vất vả đủ các cái luôn. Đó, như ngày hôm nay thì Hồng Loan may mắn đủ các cái, người ta thương đồ đủ tới các cái. Không phải là thương là tiền đó, là vật chất hay hoặc này kia, thương cái tình cảm vô bờ vô bến. Thật tế không bao giờ cái có mà một cái người nào mà người bất cứ trong lúc mà nước thương cái tới cái mức đó, thì Hồng Loan thật tế thấy như vậy. Bây giờ cha thì không còn, thì mẹ thì không có, thật tế như vậy. Thì bắt đầu một người ta thấy cái tình cảm đó, người ta thương vô bờ bến, không bao giờ người ta nghĩ ngợi cái chuyện gì hết trơn. Thậm chí dưới Hồng Loan tôi cũng nghĩ nó, thậm chí Hồng Loan mà giúp, ví dụ giúp cái khoản nào thôi, chứ còn cái số tiền lớn mà phải có cái người đó là trong Hồng Loan phải tin tưởng hoặc này kia thì Hồng Loan mới dám lấy cái tiền đó thôi, chứ còn ngoài ra Hồng Loan cũng ngại cái tiền lắm, thật đấy. Tại vì Hồng Loan thì tôi nói mà không có than thở gì hết trơn. Bình Kinh với anh Năm Vũ Lưng này lên nói chuyện nói khó khăn đồ này kia, nói anh ba anh hai giúp mà, thì ba giúp này kia cũng Hồng Loan cũng không nói gì hết trơn đó, cũng chấp nhận ăn mì gói vậy đó. Như vậy là mình mới quý đó. Như Phương Lê cái nghĩ cái chỗ mà ăn mì gói á, cái tiếng mì gói á, nó đơn giản vậy, chứ cái ngôi mà ăn cái mì gói là quan trọng. Tại vì sao không có tiền đó mới ăn mì gói, chứ thậm chí mình có tiền mình ăn đồ sướng ai mà đi ăn mì gói, thật ra như vậy. Vậy bây giờ chú Sáu thì gửi video cũng hơi dài rồi thì con cũng anh em con cũng cảm ơn chú Sáu rất là nhiều nhưng mà thì hồi nãy giờ chốt có lại là cái hôm bữa nói là cái câu là nhận con nuôi á. Bây giờ thì rồi. Bây giờ gửi lại một cái lời là nói nhắn với cô và Kim Loan bữa đó là chỉ là nói lỡ lời thôi, đúng chỉ rồi, là con là đỡ đầu thôi, đúng rồi, đúng nha cô Sáu ha. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, chào mấy anh em nha. Chào cô Sáu, chào mọi người, chào mọi người, chào rất nhiều nha. Ok, chào mấy anh.